Xin chào mọi người nha. Chiều nay mình có dịp tới vườn của anh Minh Duy nha. Cái vườn làm những cây bonsai rất là đẹp á. Đây, mình có chia ảnh được cây sam hương để về học làm theo á. Đó, cây này nói chung là cũng có cái duyên á. Đó, bị sự cố á. Đó. Này, cái vườn ở nuôi cây á, nói chung là làm cây bonsai thì không có gấp được á. Bonsai là nói cây cổ thụ mà thu nhỏ, nó không có gấp được á, cứ từ từ á. Không thể là theo kiểu mì ăn liền được á, nó có từng giai đoạn nè, chúng ta cùng tìm hiểu á. Bây giờ những cái cây này giá trị nó rất là cao á, còn cây vài chục triệu, thậm chí có cây vài trăm triệu nữa. Đó, nó nằm ở cái thời gian mà để nuôi cái cây á. Đây là cái lô sam hương à. Lần trước mình có quay cho anh em xem là ảnh cắt rễ, ảnh cắt rễ, ảnh vũ đất hết á. Nay anh thay qua chậu mới nè, cách đây đúng 1 tháng trước á. À, bữa nay nó ra lên xanh tốt hết rồi ha. À, làm gì cũng có kỹ thuật nuôi á. À, cũng có từng bước à. Đó. À, chúng ta tập vào cây bonsai thì chúng ta lựa những cây dễ sống á, sức sống mạnh. À, nhưng mà kiểu như mai chiếu thủy đâu nè, sam hương nữa. À, mai thủy sam hương là những cây sức sống nó mạnh á, linh sam đâu, sam núi đâu đó. À, đoạn video này mình quay đúng tháng trước nè. Những cây sam hương rất đẹp á. À, đây là những cái cây mà người ta dâm cành á. À, dâm cành, người ta tạo đế. Rồi, bắt đầu mới tạo cành á. À, nhìn cây rất là cân đối á, giống như con người chúng ta á. À, cân đối á, tay chân đều nó liền lạc hết trơn à. À, chứ không có giống như kiểu cây hàng chợ á, nói chung là nó liền lạc á. À, dáng dấp của cây cổ thụ tự nhiên á. À, gốc rễ nó vững chãi á. À, cành nhánh nó chắc chắn. À, cây cổ thụ sao thì này nó thu nhỏ lại vậy ha. Cây nguyệt quế nè. À, nguyệt quế mây chiếu thủy đâu ha. À, bệ đế vững chắc. À, cốt cành thì cành ở dưới nó to hơn cành ở trên á, giống kiểu tự nhiên. Cành ở dưới nó to hơn á, giống này dạng tự nhiên á. Để làm được cây này thời gian rất là lâu á, tính bằng năm á, chứ không phải tính bằng ngày, bằng giờ được á. Đó, nuôi cây 1-2 năm mà đấy. À, chặt rễ á. À, chặt rễ vũ bầu. À, thay qua chậu mới á. À, đây, quá trình làm nè, đây những cây sam hương anh em thấy không? Đúng tháng trước nè, thấy không? Đó. Chi 1, chi 2, chi 3, chi 4, mấy năm được có nhiêu đây ha. Rồi bắt đầu cắt hết làm lại, bắt đầu nuôi tiếp á, nuôi cốt cành á. Cây bên đây cũng vậy nè. Nhìn cây em thấy nó liền lạc á, nó nhỏ nhưng mà chúng ta nhìn ngắm á, ngắm nghía nó là như cây cổ thụ á. Chắc trộm đây là anh có trộn đất vô không, đất ruộng vô, sơ dừa trấu với lại đất á. Đây, cây bonsai mà người ta nuôi lâu năm á, người ta cũng bỏ đất vô không. Sơ dừa trấu sống và đất ruộng, đất mặt ruộng. Nó nhìn như cái núi nha, cây nhìn nó vững chãi á. Chắc chắn cây. Đó, cây này ha. Đây, cây sam hương. À, cầm tay thế. Cây này ảnh bán ở vườn á, thì đâu đó là giá khoảng 15 triệu á.
anh em nào có thích thì tới vườn á. Cây nha, nghiền lạc á. Đó, đây là cây dăm cành á. Dăm cành người ta chẻ rễ ra nè, chẻ thân là tạo rễ á. Cái gì nó cũng có từng bước á. Đó, chúng ta kiên trì để chúng ta có thể làm được à. Còn hấp tấp kiểu mì ăn liền thì không có được á. Đó, mặt tiền bên đây hay bên kia chắc. Xử lý á, chặt rễ đâu. Đó. Khui ra vô chậu nè. Đó, cây này nãy cây mình vừa cầm á. Đó, này nó ra rồi nè. Phải mới hỏi cây này phải không? 15 triệu phải không? Chi một á. Ừ, ở dưới. Chi một dưới á. Chi phong ở phía sau. Chi ba. Chi phong ở phía sau á. Chi hai đó. Chi bốn á. Còn cái chi phong điểm ở sau nữa á. Nói chung là cây này nhả ngoài thực tế nhìn nó mới đã. Nó có thực tế ngoài chỉ quay qua này nhìn em nhìn cũng không rõ đâu. Sầm hương nè, hổm làm á, nãy lên trần nè, gặp tay ngang làm mà không biết gì hết á, không biết gì thì sợ chết á. Đó, người ta cắt thì người ta cũng đợi cái lúc mà cây nó già, lá nó già rồi người ta mới cắt á, mới cắt rễ, mới thay chậu rồi. Rồi cũng tùy mùa. Đó. Mùa hè này thì cắt được á, chứ mùa đông á thì cắt không có ra rễ được á. À, cũng tùy mùa. Đó, sâm hương á, liền lạc ra nha. Đó, nhìn thấy không? À, chi một hả? Chị hai phía sau, cái cốt cành nó to nữa, nhưng mà mặt cắt nó gần liền luôn hả? Đó, lồng xỉn, lồng yểm vậy đó. Đó, những cây bên đây nha. Đó, bên đây thì cái chi nó, chi dâm nó chưa có nhặt bằng những cái cây đầu tiên á. Đó, anh em xem. Đó, rất là lâu á. Đó, ban đầu dạng động phôi cắt rồi bắt đầu sửa. Sửa cho nó ra già, bắt đầu cắt lại. Đó, vậy mới được cây đẹp á, nhìn nó cân đối á. Đây mình tới đây cái lúc ảnh đang làm cây á, anh em tham khảo nè. Đó, cắt rễ rất là nhiều á. Đây, nuôi trong chậu mấy năm nè. Đó, rễ nó ăn bó hết rồi á. Đó, cây bonsai thì rễ ăn bó hết thì chúng ta cắt rễ á. Còn cái cây mai vàng thì nói chung là rễ nó cũng không có bó gì nha. Đó, ta không cần cắt rễ đâu. Đó, mai vàng thì rễ không có nhiều bằng những loại mai chiếu thủy này á. À, lá già cắt lấy cái cốt lại thôi ha. Ta bắt đầu lọc rễ ra, tỉa rễ đầu nè. Nhưng mà kỹ thuật nuôi bonsai này thì chúng ta tham khảo á, chứ áp dụng rập khuôn vô mai vàng thì không được á. Mai vàng thì nó không có mạnh bằng những cái cây mai chiếu thủy này. Những cái mai chiếu thủy này chúng ta cắt nhánh, ta cầm cũng sống á, linh sam rồi, bộ sam hương rồi á, nó mạnh hơn. Mai vàng thì chúng ta tham khảo á, cũng có thể áp dụng phần nào thôi á. Vũ hết luôn. Đối với những cây mai vàng chúng ta thay chậu á, hút cành đâu á, chúng ta có thể áp dụng kiểu này á, cắt rễ, thúc cành lại, ép chậu đâu á. Mai chiếu thủy nè, trong thời gian làm thì chúng ta che mát á, đó nguyên tắc nè. Khi mà chúng ta cắt rễ đâu á, đứt rễ thì chúng ta phải che mát chúng ta làm á. Thì làm xong cũng phải che mát, đâu đó khoảng chừng 2 tuần mới đem ra nắng luôn á. Đó, cho cây nó lên mầm đi mới đem ra nắng á. Nó có từng bước trơn á. Những cây rất già, nuôi rất là lâu năm á. Cắt làm chỉ lấy cái cốt thôi nè. Đó, tỉ mỉ á. Mai chiếu thủy
Rồi, tiếp theo chúng ta coi cái công thức chất trồng của vườn á. Đó, như đã giới thiệu của anh em là sơ dừa trấu và đất mặt ruộng á. Đó, những cây mai chiếu thủy nè. Rồi, xin lỗi, những cây nguyệt quế á. Chất trồng á. Có trồng đất cho hết á. Đất trồng ít á. Phần đất vô. Trồng đất thì nó có chất keo á. À, chất keo đó đặc biệt á, lúc cây trồng nó hút cái chất keo đó thì nó kháng bệnh được. À, keo đất á, kháng bệnh là nó sức đề kháng nó cao. À, trong đất chỉ trong đất nó mới có chất keo đất đó thôi ha. Trong sơ dừa trấu rồi nó không có cái đó ha. À, mà chứ cây nguyệt quế nè. Mai chiếu thủy nè anh em xem nè ha. Này, cây này là cũng làm theo cái mà cái đó, nó có hai cái tàn phong ở phía sau á. Nhìn cây rất là ấm á. Chi một nè. Đó, chi một và chi hai phía sau nè. Đó, chi ba ha. Và chi bốn ở phía sau. Bốn ở phía sau nè. Đó, anh em thấy không? Bốn là ở phía sau. 5 là phía bên tay trái, 6 là bên tay phải. Nhìn cây nó ấm hơn, ấm hơn so với chúng ta không có cái chi 4 ở phía sau. 1 nè, 2 ở phía sau này, chi phong. 3 là phía bên tay phải nè, 4 là ở phía sau nữa nè. 5 là phía bên tay trái, 6 là bên tay phải. Đây là gọi là cây sam hương rồi đó nè. Đó, này anh mới xuống lá. Chúng ta xem cây này nhìn rõ hơn nè. Một nè, chi sinh thứ nhất á. Số 2 là phía sau lưng nè, chi phong á. Số 3 nè. Cái tay trái á. Số 4 ở phía sau nè. Đó. Là số 5 á, bên tay phải á. Số 6 lên ngọn á. Cây này lần trước mình tới là cũng xuống lá anh chơi á. Đó. Xuống lá đậu là cái dàn xương rất là đẹp á. Còn cây này là cây sam núi rồi, rất là già, liền lạc luôn á. Sam núi thì rất là nhiều á, nhưng mà cái dạng cây mà làm cái bài thế này thì không có nhiều á. Cây này anh định giá đâu là ba mấy triệu á. 35 37 triệu vậy đó. Nhỏ xíu à. Nhìn đã lắm, ở ngoài nhìn liền lạc cây lắm á. Cây sam núi á. Còn bên đây cũng có dàn sam núi á, rất là già. Chung sam núi dạng cây công nghiệp giờ thì nhiều á. Người ta bán đâu đó 5-70 ngàn nhánh nó cũng có, 200-300 ngàn cũng có. Còn những cây này thì nó vô những cây bài á. Trong rất nhiều cây thôi mà làm lựa ra thì ít ít có cây mà vô những cái thế này lắm á. Cây trước mặt chúng ta là anh định giá đâu đó là 8 triệu á. Cây sam núi nè. Cây này rất là mạnh á. Cây này cũng định giá là 8 triệu tại vườn á. Cây sam hương á. Sam núi á. Này, sam núi dáng đổ nè. Sam núi dáng đổ á. 6 cây. Cây dáng đổ quá. Rồi, mà anh em xem lại video cách đây tháng trước nè. Mình quay cây sam hương này nè. Trong thực tế mà người ta nhìn mấy vẻ đẹp cây á. Nó liền là cái cây.
ở dưới thì lớn, ở trên thì nhỏ, nhìn giống như cây cổ thụ à. Nè, cây mai chiếu thủy nè, nãy chúng ta xem nó có lá rồi, còn khi mà nó xuống lá rồi nè, nhìn rất là đẹp á. Đó. Nhìn ra nha, cái dạng xưa rất là đã, nó liền là cây chắc trồng là Akadama. Nhớ nhấp cây cổ thụ không? Quá đã. Dàn xương râm. Tay cành cốc cành rất là to, nhìn nó liền lạc. Mai chiếu thủy à. À, đây là cây sam núi à. Lúc đầu nó chưa có cắt tỉa lại à. À, cây này định giá là 35 triệu á. Rất là lâu á, thời gian làm này rất là lâu á. Còn đây là cái cây sam hương lần trước mà mình mua nè, gửi đến 1 tháng sau mình lấy á. Cây này thì nó bị coi như là nó bị sự cố á, làm cây như thế này thì rất nhiều người dòm ngó á, ăn trộm nó dòm ngó. Đây thấy mình thấy cây này anh bán giá cũng rẻ rẻ, mình mua về mình học mình làm theo á. Đây là mai chiếu thủy nè, lá lớn à. Có điểm chung là cây nó có mặt tiền á, chúng ta dòm nhau cái mặt tiền của nó. Mặt tiền thì người ta để mặt tiền người ta khoét ra cái khoảng trống lại nha, để cho cái người xem người ta thưởng ngoạn á. Nói chung là cây thì nó ra là mà tôn trọng cái người người ngắm á, nó có mặt tiền nó phơi cái vẻ đẹp của cây ra. Chắc trồng ở đất á, mặt tiền nè đó, chúng ta nhìn vào cái mặt tiền á, nó có chỉ có một cái mặt tiền thôi á, ta nhìn vô giống như chúng ta ngắm người phụ nữ nha, ngắm thi hoa hậu rồi có mặt tiền rồi á. Những cái này trong giai đoạn làm phôi nè, đó, để được những cái cây đẹp á thì phải có giai đoạn phôi như thế này á, nuôi cho cốt cành nó mập lên á, bắt đầu mới cắt lại nha. Đó, những cái cốt cành nuôi thả nè, rất là nhiều cây á. Mà chiếu thủy nè, gốc á, gốc thằng đấy lâu cả trăm hoành luôn á, rất là nhiều quá. Cái thủy gốc khủng bố quá, chúng ta cần phải nuôi cả cùm chân thì nó mới liền lạc so với cái cây này á, mà cắt nó liền thẹo rồi. Đó, trong giai đoạn mà nuôi liền mà cắt thì người ta để thả đó, nguyên tắc nuôi cây á đó, muốn gốc cành nó to thì người ta phải để nhánh, để cành nhánh lá nhiều cho nó quang hợp á, thì nó tạo ra nhựa sống á, nhựa sống thì nó mới mập cốt mập cành đó. Chứ mà nuôi cây mà đèo để em ta cắt hoài á, khi nào thành phẩm rồi chúng ta mới cắt tỉa, còn nó tùy giai đoạn nuôi phôi nè, để thả. Nè, cái mai chiếu thủy á, rất là đẹp á, nó liền lạc luôn nè. Cốt cành rất là to, nhìn cây nó liền lạc á. Dàn xương đã thiệt đã.
Nó vẫn tuân theo quy tắc cây bài á, nó có chi 1, chi 2, chi phong đâu. À, chú Thủy à. Về mà chữ thủy nè, cái thành phẩm rồi á, quá đã. Đó, chi thứ nhất nè, hai chi phong. À, vườn của anh Duy này thì ảnh đối diện với cái chùa Kim Long á, anh em là có đi chùa đâu đó. Kim Long ở huyện Gia Lách, xã Chánh Thành, huyện Gia Lách. Em có đi chùa thì ghé vào ban ngày, ghé tham quan. Anh rất là nhiệt tình đó. Nói chung là mình đi nhiều vườn thì anh không biết cần biết làm sao. Đây, tới vườn ảnh thì anh đón tiếp rất là nồng nhiệt. Nói chung là rất là vui vẻ. Đấy, đến xem mua không mua gì thì anh cũng vui vẻ ha. Rất là thân thiện. Ta làm những cái học theo cái mẫu này á. Này, đây là video cách đây tháng trước nè. Rất là đẹp á. Những tạo được cái này cũng khoảng mất thời gian rất là nhiều năm á. 5 năm, 7 năm. Đó, anh em xem cái clip ngắn này nè. Rút kết lại thời gian 5 7 năm á. Rồi, chúng ta có cái hướng đi, hướng làm á. Đó, khi mà anh em chơi cây thì anh em cũng biết công sức người ta bỏ ra. Đó, không có mặc cả. Năm 7 năm nếu mà chúng ta chịu làm á thì nói mấy năm nó lẻ lắm á. Còn chúng ta không chịu làm thì năm 7 năm nó cũng nhanh lắm á. Năm 7 năm mà thời gian nó rất là nhanh á, chúng ta chịu làm năm mấy năm sau chúng ta có, còn chúng ta không chịu làm thì chục năm sau cũng không có gì hết á. Có gì em đi tham quan thực tế ngoài nè, nhìn nó mới đã. Đối diện gần gần chỗ chùa Kim Long á, Kim Long ở xã Bến Thành, huyện Lách, tỉnh Bến Tre. Vườn bonsai Minh Duy sam hương nè. Đó, mấy hồ lá nó lớn như lá cách nha, cái làm dòng này lá rất là thơm á, thơm như lá cách nha, đụng vào là mùi thơm á. Sam hương à, mùi thơm dữ lắm, thơm. Cốc cành lực á. Này, cái mẫu này chúng ta áp dụng cho nhiều cây á, những cây dễ sống á, mai chú thủy nè, linh sam nè, thậm chí có thể áp dụng cho mai vàng cũng được á. Rồi, chúc anh em xem video vui á. Đó, có dịp ta ghé vườn trực tiếp ta xem à. Rồi, cảm ơn anh đã quan tâm và theo dõi video rất nhiều á. Rồi, xin chào.